Xin chào các bác, em là Tươi. Hôm nay thì em có xuất một cái lô hàng cốc quà tặng cho khách. Khách này của bên em thì là khách gọi là lâu năm rồi, năm nào cũng đặt hàng bên em, mỗi đợt đặt từ 1.000 đến 2.000 cái cốc và ấm chén. Thì khâu đây là bên em vừa mới sửa lò ra và đang đóng hàng cho khách. Thì đây là một khâu rất quan trọng khi hàng đến giao tới khách hàng. Thì bên em sẽ phải kiểm tra hàng rất là kỹ này, xem có chấm ruồi hay có bất cứ một chút vết xước vàng nào không. Nếu cái nào có thể xử lý được bên em sẽ xử lý, còn không thì bên em sẽ loại ra để chọn những cái sản phẩm đẹp nhất cho khách. Thì đây là một cái món quà mà khách rất là chú trọng, nên là bên em phải chuẩn bị cẩn thận từ cái hộp đựng cứng cáp này. Hộp rất là VIP, bên ngoài thì có si đỏ và bên trong thì đã lót lụa vàng, nắp thì được in mạ vàng rất là sáng bóng. Lô này là 1.000 cái cốc C dành cho cái chương trình kỷ niệm sắp tới của cái đơn vị trường học. Hàng thì được đóng gói và được xếp cẩn thận như này. Em sẽ mở ra cho các bác xem này, từng chiếc cốc được xếp gọn gàng và tỉ mỉ, cho vào hộp. Chất xứ của bên em cực kỳ sáng, họa tiết in logo vàng kim rất là sáng bóng, viền miệng cũng kẻ chỉ. Các bác có thể thấy cái nắp hộp bên em cũng làm rất là cẩn thận. Với những cái đơn vị ở gần cùng trong nội thành Hà Nội thì bên em sẽ cho vào túi để dễ vận chuyển hơn. Còn đối với các bác ở tỉnh thì bên em sẽ đóng vào những cái hộp bìa cắt tông và gửi xe, làm sao mà khi đến sản phẩm đến tay các bác an toàn nhất. Các bác có thể thấy cái chất lượng vàng của bên em ra in lên sản phẩm đây. Đây có logo bát tràng, sứ cực kỳ là sáng. Sứ này bên em là sứ thấu quang luôn. Bác nào cho đèn công suất lớn vào rọi thì nó sẽ như là chiếc bóng đèn, cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Cốc này thì có dung tích khoảng 330 ml, phù hợp với các bác văn phòng. Đó, với những cái đơn món quà tặng mà dưới 60.000 thì các bác có thể lựa chọn những cái vật phẩm cốc như này rất là phù hợp và tiện dụng. Cũng là một cách để quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp mình rất là tốt. Có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên em theo số điện thoại em để trên video nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.